theo cái bản thể tự tánh của mình á, thì từ xưa đến nay á, đâu có cái gì mà che lấp đâu. À, nhưng mà không có cái che lấp cái gì, tại cái bệnh chất thật của mình làm cái bụi bặm che lấp cái tự tánh của mình, làm cho mình mà không được tinh tấn. À, không được tinh tấn á, thì không biết mình là cái gì, không biết mình là cái gì đó, thì làm chủ cho mình không được, làm chủ cho mình không được thì tự nhiên không có tự tại, tự do tự tại được. Không tự do tự tại là phải khổ hoài. À, phải khổ hoài. Cho nên á, mình phải tham câu thoại đào khởi lên như tình. À, biết tử mà tham, tham tới ngộ á, ngộ được mình là cái gì rồi đó, thì gọi là chân tăng thành Phật đó, thì mới làm chủ cho mình được, mới là làm chủ cho mình được, mới tự do tự tại. Tự do tự tại thì tức là dĩ nhãn giải thoát tất cả khổ rồi đó. Nếu mà không á, thì khi mà thấy cái gì thì chắc cái đó là thật đó, thì gọi là điên đảo tưởng đó, cái đó cũng như là tụi mù á, tụi mù vậy đó, quần là bọn à, mang là mù á. À, thì cũng như lai quả thần kia ở trong trình pháp hay thị luật nói đó, bây giờ mình nó chưa chứng tâm là cũng mắc là mù. À, thế á, tập tức đó thì cho nó là được cái lộ tốt rồi đó, mình gắn không biết nó là tức đó. À, nếu mà mình mở mắt rồi đó thì biết cái tức đó nó có lập nó làm chi. À, thì bây giờ á, tại con mắt mù á, lập được tức đó nó là tốt, à, cho tức đó là cái lộ tốt. À, thì là khổ lắm. À, khổ trai thì là khổ lắm. Còn bữa nay á, giảng tới đây cũng là đến giờ. Cái biển của Phật pháp á thì còn có bờ bến được, nhưng mà cái trong của thiền á thì nó không có cái lấy. À, tức giờ về giáo môn á
thầy còn có thể mà giải thích được, à, còn có thể mà theo mà ngã ly mà giải thích. À, nếu mà nói về thiền môn á, thì là nó siêu việt cái số lượng, à, cũng như mà cái sông mà không có cái lái sông. À, phải nói bằng đáy sông không bác, đúng không? À. À. Thì cái nước, cái sông đó, một hết nước, à, lại mà có một tượng sống, à, cái nước nó vô cùng, à, vô tận, trải hoài nó không hết, viên bất dĩ tức là trải cái nguồn, à, nước nó trải hoài nó không có hết được. À. Cho nên á, tổ mã tổ đó, người ta xưng là Mã Đại Sư đó, khi mà còn quẩn á, còn quẩn là một cư sĩ ở trong thiền tông á, trên tâm á, cả gia đình, hai ông bà với một đứa con, một đứa con gái, bốn người đều chân tâm. Tên là Phùng Vượng á. À. Rồi ý sư có chân tâm á, thì đặt câu hỏi, hỏi Mã Tổ, nói là không cùng với vạn pháp làm bạn, người đó là ai, người đó là người gì? Không cùng với vạn pháp làm bạn, người đó là gì? À, rồi Mã Đổ nó trả lời, Mã Tổ trả lời rằng loại thứ ông á, một miệng á hút hết nước là tai giang, thì tôi mới nói cho mày biết. Thì phòng cơ chỉ nghe cái ngột chặt đẻ liền. Thì nếu mà nói nhã lý thì là làm sao mà một miệng mà hút hết cái nước là tai giang được. À, thì á, mình phải biết á, nói tới thiền á là không có ngã lý được. À, nếu mà hiểu theo cái ngã lý đó là sai lầm. À, là tổ sư gọi là con chó đó, lưỡi theo cục xương mà căng đó. Không được. Giống như mà tổ thấp nhãn á cũng vậy. Một ngày có một tăng hỏi tổ pháp nhãn, nói mà thế nào là tàu nguyên một giọt nước, mà tổ pháp nhãn trả lời là tàu nguyên một giọt nước. Mà người hỏi nó không có ngộ, nhưng mà người mà thị giả đứng ở một bên là Thiệu Quốc Sư á, ngộ chặt lẽ. À, ngộ liền. À, thì bây giờ đó hỏi mà pháp nhãn á, tổ pháp nhãn có trả lời hay không? Nếu như mà có trả lời thì trả lời cũng là cô người ta hỏi đột lại một lần mà thôi. À, người ta hỏi là thế nào là tàu nguyên một giọt nước thì cũng nói là tàu nguyên một giọt nước, thì cái đó là trả lời hay sao? Thì cái đó là cái câu người ta hỏi mà, mà nói mà không có trả lời thì làm sao mà người ta ngộ? À, thì nói về cái nhã lý là không có nhã lý gì. À, Thiệu Quốc Sư ngộ rồi đó.
sau này ở trên cái núi mà cái bằng phong quyền á, thì có làm một bài kệ á, là bài kệ này nè, phong quyền phong đỉnh bất thị nhân gian, tam ngoại vô pháp mãn mục thanh sơn. Rồi á, ngài Thấp Nhãn nghe được cái bài kệ này á, thì nói chỉ bốn câu này á thì có thể mà tiếp tục cái tông thai của Thấp Nhãn rồi. Là lã lũ tử cắt á, nói cái Thấp mà tông thai của Thấp Nhãn rồi. Thì là tổ thứ nhì á của tông Thấp Nhãn đó, là trụ quốc kia đó. Lại á, có ngài Trường Tử á, Trường Tử Hòa Thượng á, thì cái tánh tình nó ham ở dưới ghe đó, đi chỗ này chỗ kia ha, một mình rồi nói đi tông đi có một bạn tức là có một sư đệ cũng là chính tánh là Đạo Ngô á, hai người á cùng một thầy là cũng là chính tánh, rồi khi chia tay á thì dạng mà sư đệ Đạo Ngô nói sau này á, nếu mà có gặp được mà một pháp sư nào mà lanh lợi á thì giới thiệu lại cho tôi. Dạng mà cho tôi mà được có cái có người mà nói pháp á, tức là cũng như mà mình có mà chuyện con sao vậy đó, có cái pháp mà được chuyện á. Thì á, Đạo Ngô á một ngày đi ngang ra cấp trên á, cái chữ này tiếng Việt không phải là tiếng Việt dấp hả, dấp trên á, thì nghe mà nói hòa thượng dấp trên á lan thuyết pháp, thì do nghe á thì á gặp có một tăng ra hỏi thế nào là pháp thăng, thì Giáp Trân trả lời là pháp thăng vô tướng. Rồi hỏi thế nào là pháp nhãn, thì trả lời là pháp nhãn vô hà. Cái hà này là có cái bệnh đó tức là cũng như là củ khoai có sượng á, có sượng đó, nhưng mà nó thấp nhẫn do hà. Thì á Đạo Ngô ở dưới đó nó cười lên rồi sau khi giảng xong thì hòa thượng Tích Trương á cũng mà lễ Đạo Ngô nó hồi nãy á, thượng tọa cười tôi đó, chắc là tôi chỗ nào là không đúng á, xin thượng tọa chỉ bảo gì. Thì Đạo Ngô nói hòa thượng không phải là không đúng, hòa thượng á chết pháp chưa có thầy. Rồi á hòa thượng Tích Trương mới nói thì bây giờ tôi định để thượng tọa làm thầy. Thì Đạo Ngô nói tôi không phải thầy của hòa thượng, thầy của hòa thượng là ở Hòa Đình, là thường tử mới là thầy của
Rồi á, thì mới hỏi là ngài thường tử là thế nào. Tôi nói ngài thường tử là trên á thì không có một nhóm miếng ngói, dưới á thì không có chỗ mà cạm mà dùi. Tức là tả cái cảnh giới của ngài phần tử á. Không có chỗ đứng chân mà ở trên này không có che, tức là ở lỏng mà hư không vậy đó. Tức là không có dựa chỗ nào á. Thì cái nhã là do chỗ trụ đó. Mà cái cảnh giới là cao nhất rồi đó. Rồi đây mới thôi bỏ cái giảng kinh phía sắp. Trong hành lý đi lại qua đình á, kim mà ngài phần tử sau khi kim gặp rồi đó, thì á phần tử hỏi mà giờ muốn trả lời cái bị đập một cái nhào xuống sông. Nhào xuống sông thì nó nói lên rồi đó, là hỏi nữa, hỏi nói đi, cái muốn mở miệng nói đập một cái nữa, tìm xuống nữa. Rồi á, cái lần thứ hai nói lên á, thì cũng kêu nói đi. Thì lúc đó ai ngộ rồi, không có nói. Rồi mà treo lên. Thì á, sau khi ngộ á, thì á, từ giá lên, từ giá lên về. Nhưng mà đi mấy bước rồi, nó trở lại. Thì á, thường tử mới nói, rồi thôi đứng dậy, nói mà ông tưởng là còn cái gì sao, không có cái gì nữa, không còn cái gì nữa. Tự mình nó làm chiếc ghe cho chìm, tự mình chìm xuống, để mà chết trước mắt cho mà hoặc thường bất chân hết, hay biết là không còn cái gì nữa. Tự mình làm chiếc ghe mà chìm, tự mình chìm xuống, chết ngay trước mắt cho mà người đệ tử á đã ngộ á thấy được tuyệt cái năm là không có còn cái gì nữa. Thì á đi trở về mà cấp chân á, thì đạo ngu á cũng sai một tăng lại hỏi nhân từ trước vậy, hỏi thế nào là pháp thân, thì cũng trả lời pháp thân vô tướng. Thế nào là pháp nhãn, thì cũng trả lời pháp nhãn vô hà. Thì tăng nó trở về nói với đạo ngô là tôi hỏi vậy cũng trả lời vậy. Thì đạo ngô nói được rồi bây giờ họ rồi gặp tăng sáng họ trước thì cũng trả lời như vậy mà đắc lào cười nói là không được, chưa có thầy. Bây giờ á người ta cũng hỏi vậy mà trả lời cũng vậy, nhưng mà đạo ngô lại nó được là tăng thân nó ngộ rồi. Thì á, nếu mà mình theo cái lời mà lễ hiểu á, theo cái nhã lý mà lễ hiểu là sai lầm rồi. Không có mà nhã lý cho mình hiểu được. Cho nên tôi thường nói cái cách thân thiền đó, cái hồ nhi với tánh nhi đó, cái hồ nhi là muốn lấy tam để tìm nhã lý đó, là sai lầm. Lấy tam để tìm hiểu, tổ gọi là con chó đó, không phải là con sư tử đó. Thì á, cũng như mà người mà ẩn sĩ á, họ hư á, hư vô đó, hồi trước đó, nghe cái lời người ta tán thán á, thì phải lưu giữ cái lỗ tai giữ cho nó sạch, giữ mai ngày giữ vô ích là giữ cái lỗ tai mắt đi giữ làm cho đây loại là đen lụi đôi mắt đi giữ lỗ tai để rồi cái lỗ tai nghe vô cái lỗ tai đó là làm vừa cái lỗ tai
chỉ là cái lý, nhãn lý gì cao siêu á, nghe vô lỗ tai cũng mà cũng phải học cái hư vô để giữ cho nó sạch. Để lại là vô cái lỗ tai cho nên á, chất già thị phi cũng như mà nước lương mà nam có trên trời à, lại chẳng mà khi thêm nơi có trên trời à, là ê mà muôn vọng nước không à, tức là cái nước là trời, đối lại là thị phi đó à. Như mà mình lột vào nó là bị chết tiền đó à. Có ngã lý mới có thị phi. Thị phi là tương đối, tương đối là nằm ở trong tứ cú à. Phật tổ là muốn mình đè tứ cú à. Nhưng mà vì sau này đó thì mình mong đó, tất cả đều trên này là đều có thị phi hết à. Thì có này là đúng, có kia là không đúng à. Tôi thì tôi nói tôi đúng, ông không đúng, ông thì nói ông đúng, tôi không đúng à. Thì cái thị phi nó không đúng à. Bài cũng như mà nước nó ngang tới chân trời vậy đó à. Thì họ đó không hiểu mà để nhắc bích cái nguyên đó à, thì cho nên nó bây giờ thì khi nó lại cả trái đất à, thì á đến bây giờ đó thì không á cũng mà nổi lên cái làn sóng ở đất mình đẻ đó, ở đất đẻ cũng nổi lên làn sóng à, chứ đừng có nói mà ở nước nước đất đẻ mình đẻ cũng nổi lên làn sóng vậy à. À, thì chỗ nào không có thị phi lắm thì mình á cái sanh tử luân hồi á chịu khổ lòi lòi á, kiếp này qua kiếp kia cũng là do cái thị phi à. Bởi vậy có cái thức phân biệt mới có thị phi à, thì cũng do cái thức đó mình chấp thật mới có cái thị phi, thì do cái chấp thật đó, cái bệnh chấp thật đó làm bị cái khổ mà sanh tử luân hồi đó. Tới chỗ này đó họ in á, nó sốc họ chép á, họ người người mà chép đó thì sốc hai câu là tài chén hữu thị chén tòng thị thị thi, hai câu này họ chép sốc
rồi á nó mới thêm ở sau này nó cứ thích mà thêm ở sau này á thì á cái đoạn thứ nhì là nhã giải á là lời của tổ sư hai câu là lưỡng chi bất thành nhất hà hữu nhĩ. Theo cái nhã giải thì nói rằng cái thị đó nếu mà không có phi á để tương đối á thì không phải là thị. Cái phi đó nếu mà không có cái thị để tương đối á thì không phải là phi. À bây giờ nói thấy có thị đó thì phải trước phải có cái phi trước á, bởi vì thị cái phi là tương đối lại. Nói thấy có phi á thì trước phải có cái thị. À cho nên á nếu mà chỉ có cái thị á đơn độc cái thị thì không thành lập được, mà đơn độc cái phi cũng không tồn tại được. À thì á vậy thì mình phải biết á cái phi đó là cái gốc của thị. Cái thị đó là cái căn bản của phi. À thì thị phi đó nó là tương đối nó mới phát sanh được. Thì cũng như mà chân với giọng, ngộ với me cũng vậy, làm tương đối đó đã nó một mình đó thành lập không được. À bởi vì có giọng mới lập chân, có me mới lập cái ngộ. À thì cũng như tôi thường thường nói con gà với trứng gà vậy, nếu mà không có con gà thì không có trứng gà, nếu không có trứng gà thì không có con gà. À bởi vì con gà phải trứng gà nó ấp ra, trứng gà phải con gà nó sinh ra. À nếu mà một cái không có cái kia cũng không có. À thì cái thị với phi cũng vậy. À chân với giọng cũng vậy, ngộ với mẹ me cũng vậy. À cho nên á thị phi á nếu mà quyết tập rồi đó thì cái trung đạo cái nhất đó cũng không còn. À nhưng mà không có hai đạo á làm sao có chứng dở, tại có hai đạo mới có chứng dở. À không có hai đạo á thì chứng dở cũng không còn được. À thì tổ sư á đến tới chỗ này á thì lãng là cũng như mà lấy dao mà mổ cái ngực á ra cho mình thấy cái tim là rõ ràng rồi đó. À tức là cái từ bi của tổ đó là không có thể mà kể giờ lật rồi đó, là quá từ bi rồi đó. À cho mình coi cái tim đó rõ ràng rồi đó. À thì nói vậy đó là cái nhã lý là cao siêu lắm. À đúng lắm, nhưng mà đoạn thứ ba đó Trung Phung Thiền Sư cũng còn nói không được. À phải quét. À thì cái đoạn thứ ba Trung Phung Thiền Sư nó quét rằng nó nếu mà hai á đã không có thành lập đó thì cái nhất á cái một đó cũng không có. À thì hai câu này chúng ta nên nói vậy đó. Vậy á tôi xin hỏi á còn có cái biết là không thành hai á không thành với cái một mà không có đó, còn có ai biết không? Nếu nói là không có ai biết, nếu mà không có ai biết á thì á chỉ cần nói ai biết là không thành với là không có. Nếu mà nó có, à nó có, nếu mà nó có thì gọi cái gì là mà nó là vô hữu? À ừ. Nếu là biết rồi đó thì nó không có làm sao được. À thì á tổ sư đến tới chỗ này á
Vì người ta hỏi là thầy cũng đi luôn. À. Nên là chết thiệt á, tức là cái lưỡi đó không nhúc nhích được, là đi luôn. Trả lời không được. À. Thì á, cái nhã lý cao siêu là vô dụng. À. Bởi vậy á, nó có đối lại á, thì là lục vào tứ cú. Thì người ta hỏi là trả lời không được. À. Đại sư truyền á, đi coi cặp. Để biết bất thông thương vi tự minh, nhiều năm chứ vui cho mặt về, giả mấy hồng, nhân tử thân chi nà chứ. Và đắc nhất với công hồ tự thi. Đoạn thứ tư đó là bốn câu kệ để kết thúc hai câu kinh Tam Minh này đó. Câu thứ nhất là bất thông phương quy tương tự quy. Ở Việt Nam á thì không có mà bốn mùa xuân hạ thu đông. Cái ngoài Bắc cũng có à, mà ở miền Nam là không có. Ở bên Trung Quốc á, thì có mà xuân hạ thu đông á. À. Cái mùa đông á thì á, cây có gì á, cái lá rước hết, à, kho heo hết, à. Tiết á, trăng hết. Thì á, cái mùa đông qua rồi đó thì mùa xuân nó trở về. Cái xuân trở về đó không phải là có ai mà thả nó về. Bắt phong không là thả. À. Mặc vào nó không thả nó về, nó cũng tự về. À. Không có ai ngăn cản được. À. Đông hết thì là tương phải trở về. À. Khi xương mà trở về đó, mà xương là trở về rồi đó, thì giường á nào đó thì cũng mà xanh hết. Bởi vậy nó la nó xanh ra. À. Thảo mục đều mà cái màu xanh á, cái bằng lục á. À. Chỗ nào cũng vậy, cứ là chỗ nào cũng là thấy cái màu xanh đó. À. Biết là mùa xuân đã về rồi. À. Thì á, cái bông á, nó tỏ, à, dạng hồn thiên tía là cái bông á, à, cái màu bông, à, vũ thư á, à, mà ở đâu lại họ nó mất á thì lý gì lao, lý gì về lại thành ra là ở đâu lên. À, tất cả giận dục. À, thì bây giờ đó nếu mà có bông ra đó, thì có bông bông hả, bông bông đó, à, người đẹp đó là bông bông ha, thì chỉ là thế bông bông đó. Đôi đôi nó bay ở trên các cái nhánh bông đó. À. Thì bây giờ đó, tất cả phương về thì mà xanh bông bông. À. Qua nở đó, tất cả ở lao đến. À. Biết lao, chi hạ chứ, biết ở lao lao. À. Biết ở lao đến. À. Nếu mà mình á, muốn lấy cái nhã lý gì mà rồi giải thích á, nó mắc là ly về lao, mà đến mà ở đâu đến, thì có nghĩa ly gì đâu. Nó ly đâu có chỗ về, mà nó đến đâu có chỗ mà, nó từ ở đó, chỗ nào mà đến. Cho nên Phật Pháp á, gọi là nhất thiết duy tâm tạo. Chỉ mà vô cái dụng tâm mình
biến hiện ra mà thôi. À, thì cũng như kinh Lăng Nghiêm đó, mình á thấy vũ trụ vạn vật, thấy cái này cái kia là do cái bệnh của mình từ vô thủy tới bây giờ mới có thấy vậy đó. À, thì tôi thường thường nói là cái đó là do cái vọng tâm mà chấp thật, nó mới có những cái cảm giác này làm. À, thân tử luân hồi vũ trụ vạn vật là cũng là vậy. À, thì bây giờ á, nếu mà mình muốn biết cái cứu kính đó, thì phải tham thiền. À, phải tham. Tôi cần cái như thế này vừa nhỏ rồi đó, thì mình mới biết cái nguồn gốc của mình là tam. À, biết cái tam rồi đó thì tất cả đều biết hết. À, bởi vì cái nguồn gốc đó là cái tam mình. À, nếu mà không ở trong nguồn gốc mà biết đó, khi mà nghiên cứu, à, cái mà cái lá cái nhánh, à, thì nó làm sao mà tìm ra được. À, mà càng tìm thì càng xa. À, càng tìm thì càng trái với đạo. Thì cho nên tôi thường nói đó, cái tích thanh thiền đó chỉ cho tâm nhiên, không cho tâm tìm. À, cho tâm tìm là hậu nhiên, không phải chánh nhiên. À, chánh nhiên đó thì mình là nó sẽ trở về cái tâm. Hậu nhiên là hướng hướng ngoại đi tìm. À, thì tìm nhiều chừng nào là xa chừng đấy. Là cái nhớ vậy đó. Cư kinh cùng cùng tập bắt tùng bảy khác lắm. Theo thế giới càng xa là nhiều. À, vô lượng vô biên, hỏi hết mọi người thì người nào cũng biết. À, cũng biết là mùi sắc là một thức, mùi thức là một tưởng, thì cũng biết là mặt trời mọc ở bên đông, lặn ở bên tay, người nào không biết đâu. Thì người nào cũng biết hết á. Mà tại sao mà hỏi đến cái thiền, cái bằng tổ sư thiền á, thì người nào cũng như mà đụng cái ra mà cái chất mất sắc vậy. À, không có thu qua được. À, không có hiểu được. Lại còn có một cái mà rất khó hiểu đó, gọi là mặt hậu cứu đó. Không có mà giảnh mà lễ mà giao cách ở trong tôi hay là ở trong cái giường gì đó. À, cái giường gì đó, tất cả nhân gian lễ hỏi là cái gì thì không có ai mà trả lời được, chỉ là quan. À, à, cho bạn khúc 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 quạt 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 hả. À, quạt quạt là quên á. Cũng như bây giờ đó, ví dụ như tôi nói đó, cái sanh tử á không phải thật. À, nhưng mà tôi giảng Bát Nhã Tâm Kinh thì có nói là sanh tử không phải thật á. Nhưng mà bây giờ mình đừng biết, nhưng mà mình cũng phải bị cái mà khổ của sanh tử. À, không có mà thoát khỏi nó được. À, thì bây giờ mình cái biết của mình đó không phải là thiệt. À, cái trí thức của mình á vẫn hiểu biết, cũng như ai không biết mà một thức là mùi sắc, một chuyện là mùi thức. À, ai không biết là mặt trời mà một lên ở bên đông mà lặn ở bên tây, người nào cũng biết. Thì cái sự biết đó có ích cho mình mà giải thích sinh tử gì đâu.
thì bây giờ đó là cái gì đó, nhưng mà mình muốn hiểu á thì phải thông thường. Thì cái câu thoại nào là tối ngày sáng đêm ta tự mình hỏi mình là cái gì đó à, tối thì mình ngộ được rồi đó, thì cái sinh tử thì tự nhiên nó sẽ được giải quyết à, à sẽ được mà thoát khỏi cái mà cái khổ của sinh tử luôn rồi. Nếu mà không tự mà ngộ á thì là bây giờ đó, mặc dù mà sinh tử không phải thật nhưng mà mình cũng phải bị cái sinh tử mà cái khổ của sinh tử à, cái đó là cái mà tôi mình có lời thúc cũng là quan làm quan cho mình à, đáng để thì mình là khỏi khỏi mà chịu cái khổ đó, nhưng mà tự tâm mình buộc tự tâm mình là phải chịu cái khổ lắm à. Chỉ vậy á, tự tâm mình buộc tự tâm, phải tự tâm mình giải à, chứ không có người khác mà giải cho mình được à, không có người khác mà giải thoát cho mình được à, thì mình phải tự mình giải. Tại vì khi hãy tu đạo cố gắng dùng lực bất toàn ngữ tắc nghĩa giải giả dị tận thập phương thế giới sở hữu dương thân sắc tượng đại tiểu tiên hồng giai thị trá tự diễn tính nam bộ hồng tính bộ hồng bất ly tổ ông địa địa tính khẩu đạo tổng thể cổ phật chân thân diễn bảo mê mạng tính tổ đã như là câu thần nhất nhiên hạnh tâm mũi quốc phẩm hoa cai đá tề thảm đẳng số vĩnh gia diệt dân đại ngộ bất câu ơn tử tiết một nước thả độ thả độ thiết diệt thiết đắc thái giác minh bạch chỉ thị thiên la đại dương chú đốc nữ đẳng thiết bể lai thiết thiết bẩm hạ đạo lợi hại tại cẩm ma chứ các tự thiên gia diễn diễn sáng. Cái đoạn thứ hai á là đời của tổ sư nói cư kinh cùng cùng cực bất đồng quải khác lắm. Theo ý nghĩa mà giải thích rằng cùng mười phương thế giới tất cả gồm hư không, gồm tất cả mà sắc tượng cũng như mà sơn hà đại địa, nhà lào xe hơi, tất cả lớn hay là nhỏ à, đều là tự mình, không phải là người khác. Tại sao vậy? Bởi vì nhất thiết duy tâm tạo, tất cả đều do cái vọng tâm mình biến hiện ra à, không phải là người khác à, tất cả đều là mình à, đều là tự chủ à. Cái chân mình á bước đi, đi tới chỗ nào cũng không rời cái đèn đẻ tổ ông. Bốn chữ đèn đẻ tổ ông cũng là biệt danh của tự tánh. Cái mẹ mình nói ra thì đều là cái chân thiền của cổ Phật. Chân thiền cổ Phật cũng là cái biệt danh của tự tánh. Thì tất cả đều không có ngoài tự kỷ à, cho đến ôm vợ mà mắng Phật Thích Ca, uống rượu say mà đánh Phật Di Đà đều là kêu bằng nhất hạnh tam muội à, đều là chánh định. Tam muội dịch ra cho mình là chánh định à,
Thì tại sao như vậy? À, bởi vậy á, tất cả duy tâm tạo cũng không có ở ngoài tự tánh. À, thì nếu mà nói tới tự tánh á, thì làm sao mà có cái khai gia kỳ phạm? Tự tánh nào có mà phạm? À, tự tánh nào có trì giới, tự tánh mà nào có phạm giới? Không có trì phạm thì làm sao có khai gia? À, thì nói khai gia trì phạm thì ở trong giới luật á, cái ba cấp trì giới đó, à, cấp bình thường á là Bồ Tát nửa tháng á, Bồ Tát tổng giới. Cấp thứ nhì là gọi là thiền giới đó. Nếu mà mình muốn đặt đến thiền giới á, thì bây giờ cái nhiệt định là phải mà thành khói 24 tiếng đồng hồ á, ngày đêm á, không có giây phút nào gián đoạn. Thì lúc đó công phu thành khói rồi đó, vọng tưởng nó nổi lên không được, thì là không có khai giác thì phạm rồi. À, không thì không phạm, gọi là thiền giới. Nếu mà mình chưa có tới mà cái cảnh giới đó, chỉ có mà một giây phút gián đoạn đó, thì cái giây phút đó mình có thể phạm giới, không được gọi là thiền giới, thì còn phải cần cái khai gia trì phạm.